luật sư và các nhà bình luận tại Việt Nam cho rằng việc ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên truyền hình nhà nước tự thú sau khi bị bắt từ Đức về như báo chí quốc tế loan tin là một màn diễn có kịch bản nhằm phục vụ cho mục đích chính trị. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thanh Lương nhận định rằng nếu thông tin ông Thanh bị bắt cóc đúng như Bộ Ngoại giao Đức và quốc tế loan thì việc tự thú của ông Trịnh Xuân Thanh là có kịch bản. Hãy nói rõ luôn, ở Việt Nam gần đây cũng có một số trường hợp là cũng bắt về rồi hợp thức hóa bằng cách là cho tự thú. Nó như một cái chủ trương vậy, cái điều đó là vi phạm pháp luật về tố tụng. Truyền hình Việt Nam VTV đưa ra hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trong chương trình thời sự tối ngày 3 tháng 8, một ngày sau khi chính phủ Đức ra thông cáo chỉ trích Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Bình luận về đơn xin tự thú được cho là của ông Thanh trong chương trình thời sự ngày 3 tháng 8. Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook rằng đây là một trò hề rừng rú. Luật sư Định nói, đơn xin tự thú nếu có thật là một tài liệu tố tụng của một vụ án hình sự đã được khởi tố và trong quá trình điều tra, sao lại có thể bị công bố trên phương tiện truyền thông công khai như vậy? Tài liệu tố tụng, theo luật sư Định, luôn phải được bảo mật tuyệt đối. Ông Thanh bị Việt Nam truy nã trong gần một năm qua với tội danh làm thất thoát nghiêm trọng tài sản nhà nước, sau khi cùng ban quản lý PVC, một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam, làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian từ 2011 tới 2013. Truyền thông Việt Nam từng loan tin rằng vụ án Trịnh Xuân Thanh là vụ án lớn mà đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thực hiện.